Chào mọi người, lâu lắm rồi không quay clip. Hôm nay thì rảnh rảnh, với cả hôm nay là cuối tuần thì em sẽ quay cái clip về em soạn combo cho mọi người ấy. Vì cũng chẳng có thời gian, cứ soạn ra thì là lại gửi cho khách hết ấy. Nên là bây giờ lúc mà em soạn thì em sẽ quay luôn cho mọi người, thì mọi người sẽ hình dung rõ hơn về cái combo của bên em nhá. Thì cái combo của bên em thì nó gồm khá là nhiều thứ. Mọi người có thể nhìn thấy ở ở trên cái video này thì combo thì gồm vải thì là nguyên liệu chính rồi, thì em xếp sẵn, có bạn xếp sẵn cho em rồi. Thì bây giờ em chỉ soạn một số cái nguyên liệu mà nó chi tiết mà mọi người cũng muốn biết đấy. Thì xem ảnh thì mọi người cũng không rõ được đúng không? Bây giờ em sẽ quay cái clip này, mọi người nhìn sẽ rõ hơn. Thì combo thì sẽ gồm những cái nguyên vật liệu như thế này này. Đây là cái khoen tròn để làm một gáy sách nhá. Thì mỗi bộ combo thì sẽ có hai cái. Còn chị nào mà mua thêm ấy thì inbox cho em. Lúc mà đặt combo chị mọi người mua thêm thì inbox cho em nhá. Đây là mắt thú. Mắt thú thì đây sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Thì mọi người nhìn thấy chưa? Sẽ có 10 đôi mắt thú nhỏ và 5 đôi mắt thú to. Thường mọi người làm sách mà làm một quyển thì dùng không hết đâu. Đây. Mọi người sẽ thấy cái mắt thú nhỏ thì mọi người cho những con vật nhỏ, ví dụ như mắt to thì mọi người có thể dùng làm những cái trang mà có hình con gấu đánh răng ấy, thì mọi người dùng cái mắt này thì đẹp nhá. Đó, đây là mắt thú. Mọi người tưởng tượng là ngồi xếp từng từng đôi mắt thú này nó rất là mất công. Đây, ví dụ em sẽ xếp cho mọi người xem nhá. Đặt vào túi zip. Đây. Tôi để đây đổ mất. Đổ không nhặt được luôn. Bình thường là em sẽ soạn như thế này cho mọi người luôn ấy. Ôi, lắm rồi quá. Một đôi này. Hai. 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là 10 đôi mắt thú nhỏ. Xếp một cái một rất là lâu, rất là mất thời gian. Nên là mọi người về chỉ việc làm thôi. Ví dụ mọi người mua cả một hộp như thế này thì về sẽ không dùng hết. Thì hơi lãng phí. Thì em xếp sẵn luôn cho mọi người một đôi. 2 3 4 5. Thực ra mỗi lần mua thì sẽ mua cái gói to cơ, nhưng mà vì để xếp vào đây thì sẽ để cái hộp nhỏ để cho nó tiện ấy. Đó, xếp thì sẽ được một cái gói như thế này. Đây, ví dụ. Đó. Đấy là mắt thú nhá. Tiếp theo là cái hạt gỗ như thế này. Trước này sẽ là cái hạt gỗ to như thế này. Nhưng bây giờ em thấy cái hạt gỗ nhỏ này thì nó có nhiều màu hơn ấy. Khi khi mà đóng gói cho mọi người thì nó sẽ dễ. Đây, ví dụ như thế này. Chết rồi. Cái dù này nó bị lọt. Màu nhiều màu như thế này thì sẽ thích hơn, màu nó sáng hơn so với cái hạt gỗ cũ đây. So sánh cho mọi người xem nhá. Đây là hạt gỗ mới và hạt gỗ cũ đấy, nhìn màu sắc ra tươi hơn hẳn, chỉ là nó nhỏ hơn một chút thôi. Tuy nhiên thì cái dây mà để gắn vào đây thì em những dây của em để cho mọi người cũng nhỏ mà, nên là mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều nhá. Rồi đi lấy hàng thì có cái màu này thì em lấy luôn. Hơn nữa là cái màu này đóng vào gói thì sẽ được nhiều ấy. Đây, sẽ đóng rồi vào gói như thế này cho mọi người xem này. Em sẽ không đếm đâu, chắc là tầm khoảng 100 hạt ấy. Đây. Đó, mọi người sẽ như thế này. Mọi người dùng thì chắc tầm khoảng đến mất tầm khoảng 60 hạt thôi. Nhiều hẳn hơn, nó nhỏ mà nên là nhiều hơn cả cái hạt cũ luôn. Đây là hạt gỗ. Một gói cúc như thế này thì có 40 cái cúc nhỏ và
4 đến 5 cái cúc to thì gói này em sẽ cho cúc to này. Đây là cúc cúc to đây. Cúc to nhá. Cúc to mọi người nhìn thấy chưa ạ? Cúc này có thể làm ở cái phần bìa bìa sách mà khi bóc ra dán vào ấy thì đặt lên đây cho nó đẹp. Hoặc là dùng để trang trí ở chỗ nào cũng được. Tùy mọi người thôi. Đây. Màu sắc rất là đẹp luôn. Cái này thì là em chọn ngẫu nhiên nhá, tại vì đếm cũng đếm từng cái một đấy, cho nên là nó rất là lâu. Mọi người thông cảm giúp em là không có gói thì nó cũng màu như thế này, có gói thì màu nó cũng hơi trầm một chút như kiểu cái này này. Vì em chọn ngẫu nhiên ấy nên là cũng không biết được là cái nào đẹp, cái nào xấu, nhưng em thấy màu rất là đẹp đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy là rất là nhiều màu. Đây, ví dụ em đếm cho mọi người xem nhá. Thì mọi người nhìn thấy này, em đếm rất là ngẫu nhiên thôi chứ không kiểu chọn màu ấy. Đây cả cúc hoa này, cúc hoa, cúc sao nhá. Đủ loại luôn này. Màu vàng này. Màu xanh này. Màu xanh nữa này. Rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em chọn được cúc đẹp. Đây là hình chiếc lá nhá. Đó, cái hình màu đen này có thể làm ở trang trí ở phần bánh xe luôn này. Màu này. Toàn màu đẹp thôi. Hoa này, sao này. Hoa màu tím luôn này. Đó mọi người thấy chưa? Toàn màu đẹp thôi nên là mọi người không phải lăn tăn vì về màu đâu nhá. Đó. Toàn màu dễ chịu, dễ nhìn. Đẹp cực kỳ luôn. Màu đỏ nữa này, màu đỏ có hình mặt hình con gấu luôn này. Bình thường mọi người mua ở ngoài là những cái cúc mà có hình ý thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều ấy, nhưng mà đây là em mua theo cân luôn ấy. Này, cúc nhũ luôn này, một sao nhũ luôn này. Đây thấy chưa? Đây nữa này. Màu xanh này, hoa màu xanh này. Trời ơi, đợt này cúc đẹp dã man luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá. Ủa, em đếm xem bao nhiêu là màu luôn. Và màu đẹp thôi. Nhưng mọi người, cái này em không chọn được đâu, mọi người đừng bảo em chọn cúc cho mọi người nhá, tại vì em chọn ngẫu nhiên vì toàn màu đẹp mà. Đó, mọi người thấy chưa? Toàn màu cực kỳ xinh luôn. Đấy. Mọi người thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Ôi sao tối thế nhở? Quay vào buổi chiều rồi ấy, nên là nó hơi bị tối. Để phải tắt cái điện này đi xong nó sáng rồi. Đó, đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đây em sẽ đếm ngẫu nhiên thôi, em chọn ngẫu nhiên thôi. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đủ 40 chiếc cúc cho mọi người luôn. Đây là màu em chọn ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Ôi cái tóc mình xấu quá. Xem vào clip. Đây mọi người thấy chưa ạ? Đó, đây là cúc màu nhá. Em đóng vào cái túi zip như thế này. Đó, đó mọi người thấy chưa ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Cúc này đảm bảo mọi người không dùng hết luôn. Cái này sau này mình làm xong sách ấy mà mình còn thừa cúc ấy thì mình có thể dùng làm việc khác được nhá. Đó, đây là cúc. Tiếp theo là kẹp gỗ màu. Đây, kẹp gỗ màu để làm trang phơi quần áo hoặc là kẹp đầu tùy các bạn. Đây, màu rất là đẹp luôn, màu tươi nhá. Này, mọi người nhìn thấy chưa? Không phai luôn, không phai ra tay luôn. Màu này cực kỳ. Này mọi người nhìn thấy chưa? Em lau ra tay nhá. Mà không bị pha tay, em đang có mồ hôi đấy. Lau ra tay này. Không có màu ra tay luôn. Cũng không có rằm ở cái phần kẹp ấy, mọi người yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm về cái kẹp gỗ của bên em. Nhìn này mọi người, màu rất đẹp luôn. Đây màu xanh. Màu xanh nhá. Đó,
Đây mọi người có thể kẹp. Đây, kẹp này dễ mà. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó. Mỗi một combo thì sẽ là 4 cái kẹp gỗ. Còn ai mua thêm thì sẽ inbox cho em nhá. Vì em chỉ sắp đủ cho mọi người làm một quyển thôi. Thì một quyển, một trang đấy thì mọi người chỉ làm tầm 2 đến 3 cái là cùng thôi. Nhưng em cứ sắp thừa, chẳng may mọi người bị thất lạc ấy. Đây cúc rất cái kẹp gỗ cũng là em chọn màu ngẫu nhiên nhá, chứ em không chọn màu cái nào, cái màu nào cũng đẹp luôn. Có cả màu đen này, màu hồng này, màu xanh, màu xanh da trời này, màu xanh lá cây, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu đỏ, màu cam, đủ các loại màu luôn. Đó. Rồi tiếp theo là nơ buộc tóc. Nơ thì sẽ tùy đợt nhá, có đợt thì em sẽ làm cái nơ như thế này, rồi có đợt thì em sẽ làm nơ bằng cái hình hay hình màu màu như thế này này. Thì bây giờ là em không lấy cúc bấm nữa, thì vì có một số chị không làm về cúc bấm, mà cúc bấm thì mọi người mua ở chợ ấy thì cũng nhiều, mà mấy cái hàng mà bán đồ may vá ấy thì cũng nhiều, nên là cái nguyên liệu nó dễ tìm. Thì đây nơ này thì tùy nhá, có đợt thì em sẽ dùng cái nơ này, hoặc là có đợt thì em sẽ làm bằng những cái nơ có hình như thế này này, màu như thế này, tùy đợt nhá, tại vì là em phải làm thủ công nữa đấy. Đây thường là các bé gái thì sẽ thích nơ hơn là các bé trai, đúng không ạ? Đây nơ sẽ như thế này à, rất là xinh luôn. Hoặc là sẽ nơ thì không phải lần nào cũng là cái nơ này nhá mọi người nhá, có đợt thì sẽ là cái nơ khác. Tiếp theo là có kéo. Đây cái này là khóa kéo. Mọi người làm cái trang bé ăn gì mà có hình em bé xong có cái khóa ở miệng ấy, hoặc là hình con bọ hung có 6 cái hình tròn màu đen ấy, xong mọi người kéo khóa ở lưng của con bọ hung thì nó sẽ phải dùng cái khóa này nhá. Hoặc là mọi người dùng làm trang kéo khóa áo ấy thì nó sẽ dùng cái khóa này. Khóa này là 20cm nhau mọi người nhá. Mỗi combo cũng sẽ một gồm một khóa như thế này. Nữa là cái di băng như thế này. Di băng này thì mọi người dùng để làm nơ, làm cái trang mà buộc nơ, hoặc là buộc nơ cho bé đấy. Thắt nơ ở cái váy ấy, cái hình cái váy, xong rồi mọi người đặt cái nơ ở dưới cái váy, xong rồi thì cho bé học cách thắt nơ nhá. Đây di băng, đây di băng màu hồng nhá. Thì thường cái này hầu như là sách cho bé trai thì ít, mọi người ít làm ấy, mọi người thường làm màu, làm cho bé gái nên em chọn màu hồng luôn. Tiếp theo đó là gen. Đây gen thì cũng có tùy đợt gen đấy mọi người nhé. Có đợt thì sẽ là cái gen to, gen màu trắng co giãn. Có đợt thì sẽ là cái gen màu trắng không co giãn nhá. Em tìm xem về cái gen to hôm qua mình thấy đâu mất rồi ạ. Thôi kệ đi. Đây có đợt thì sẽ là cái gen màu trắng như thế này. Mọi người thường hỏi là không biết làm cái gen này thì mọi người thì làm để làm gì ạ? Thì thực ra em nói cho mọi người biết luôn nhá. Thì gen này là mọi người dùng để làm trang trí ở cái rèm của cái trang nhà tắm, hoặc là mọi người trang trí lên cái chăn ở trong phòng ngủ ấy, hoặc là làm trang trí cái váy cho bé nhá. Đây thoải mái cho mọi người làm luôn. Dây này thì để mọi người làm cái trang đếm hạt từ 1 đến 10 này. Mọi người nhá, xỏ vào qua cái hạt này. Cách xỏ thì đơn giản lắm. Mọi người dùng một cái que sắt nhỏ như cái kim ấy, xong mọi người luồn qua cái sắt nhỏ. Ở đây không có cái nào để em hướng dẫn mọi người nhá. Thôi để hôm nào em sẽ hướng dẫn mọi người làm cụ thể nhá. Dây này rất là dài, mọi người có thể làm trang dây phơi quần áo luôn nhá. Mọi người thấy chưa, em chuẩn bị rất chi tiết cho mọi người luôn, để cho mọi người làm những cái trang cơ bản.
Tiếp nữa sẽ là cái vải dạ vải nỉ mềm như thế này, rất là mềm luôn, cực kỳ đẹp này mọi người nhìn nhá. Này, mặt này thì màu sẽ nhạt hơn này, còn mặt này thì màu sẽ đậm hơn một chút, thì mặt này mọi người để ra phía trước giúp em nhá. Cái này thì một là mọi người làm chạm làm cái rèm cửa của nhà tắm á, rèm cửa nhà tắm này, hoặc là mọi người sẽ làm chăn, làm cái hình chăn trong cái trang phòng ngủ ấy, thì tìm mọi người muốn làm trang nào thì mọi người làm như vậy. Thường thì sẽ thừa ra đấy, làm cái rèm nhà tắm thì sẽ thừa ra, thì mọi người chỉ làm chăn thì mọi người chỉ làm bằng 1/4 của cái này thôi nhá. Màu xanh ạ. À, trước thì em để màu hồng, tuy nhiên thì có một số chị làm cho bé trai ấy, nên là cũng khó, thì em để cái màu xanh này thì cả bé trai bé gái đều dùng được. Hoặc là có đợt thì hiện tại thì có cả màu hồng luôn, màu hồng cho mọi người, nhưng mà tạm thời đang hết nên là em quay thì chỉ quay được màu xanh thôi. Nữa là gì ta, à đây chính nó cái thôi tỉnh giới thiệu dập lỗ thì em sẽ giới thiệu cái đấy sau nhé. Tiếp theo đó là băng dính gai. Băng dính gai 50cm. Thì mỗi combo sẽ được hai cái này, thì sẽ là 50cm, là nửa mét luôn rồi ấy. Mọi người thoải mái dùng nhá. Đây cái mặt. Một mặt là nhám to này. Không biết mọi người có nhìn rõ không? Mấy nét nhé, không thấy nét lắm nhỉ. Một mặt là nhám to này, nhìn ở ngoài thì rõ hơn, quay trong live thì nhìn nó khó đấy mọi người nhé. Một mặt nhìn nhá, một mặt thì nó là bông bông, một mặt thì nhám, này hai mặt này sẽ dính vào nhau. Thì em dính sẵn cho mọi người, thường là mua ấy, em mua theo cuộn thì nó sẽ không dính sẵn như thế này đâu. Mọi người sẽ phải cắt ra và dính từng cái một. Thì em cắt, em dính sẵn cho mọi người vì chỉ được cắt này ra thôi, cắt ra rồi là thoải mái luôn. Cái này dùng được rất là nhiều việc, trong sau khi các chị dùng xong làm set ấy thì có thể làm những cái khác nhá. Đây là băng dính gai, mỗi cái sẽ có hai mỗi combo sẽ có hai cái băng dính gai này nhá. Tiếp theo thì sẽ là keo nến. Keo nến đây, keo nến rất là dẻo, cực kỳ dẻo luôn, mọi người dùng kiểu gì cũng không đứt được. Đây nó sẽ nhỏ như thế này. Keo này dùng cho loại súng nhỏ nhá. Trong combo thì không có súng bắn keo ạ, mọi người mua riêng nhá. Đây, tại vì có một số chị thì có súng rồi đấy thì mọi người không cần. Đây súng đây. À đây súng đây. Đây là keo nến ạ. Keo nến rất là dẻo, cực kỳ dẻo luôn. Đây sẽ có 6 cây. 6 cây cho mọi người dùng nhé. Đây, 1 2 3 4 5 6. 6 cây thoải mái cho mọi người dùng, vì mọi người còn dùng chỉ nữa mà, dùng chỉ khâu nữa mà. À nhắc đến chỉ thì chỉ tạm thời hết ạ, chưa về được. Bây giờ thì sẽ em sẽ cho mọi người xem cái đấy nhá. Đây mọi người, cho mọi người xem cái dập lỗ giấy. Có đợt ấy bị thiếu dập lỗ giấy này trầm trọng luôn, vì hàng không về kịp, có một số chị thì đã phải lấy sau á. Đây đợt này về cực kỳ nhiều luôn nhá mọi người nhá. Em sẽ bóc ra cho mọi người xem. Bóc hộp nào ta, để trẻ thì em lời ơi, tí nữa sẽ đóng lại. Đây dập lỗ giấy, không ra dập giấy đâu ấy nhỉ. Dập lỗ này mọi người dùng dập lỗ vải nhé. Rất là chỉ sợ vào tay thôi, vì một lần em đã bị dao dọc giấy cứa vào tay rất là sắc. Dao em phải dùng để dọc vải. Đây mọi người nhá. Ơi khó nhìn nhỉ. Đó. Đây dập lỗ giấy về đợt này về mấy trăm cái cơ. Nhưng mọi người yên tâm nhá, không sợ thiếu. Đây, mọi người nhìn nhá. Đây là dập lỗ giấy của bên em ấy. Không nói điêu chứ đợt trước là bị thiếu dập lỗ ấy, em phải ra hiệu sách mua cho mọi người, mua lẻ là 30.000 một chiếc luôn.
30.000 một chiếc, 28 đến 30.000 một chiếc nhá. Nhưng mà dập dỗ nhà em chỉ bán có 25.000 thôi. Đây em sẽ dập thử cho mọi người xem. Đây nhá, đây là một lớp vải. Này, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, dập luôn một lỗ này. Hai vải. Thường là mọi người sẽ phải dập hai nhá, tại vì là mọi người sẽ giáp sách vào mà. Đây. Tay em yếu quá, không dập được. Mọi người mà không dập được ấy, chị nào không dập được thì nhờ chồng hoặc là em trai hoặc anh trai, nói chung là đông ấy, mọi người khỏe mọi người sẽ dập cho mọi người dập được nhá. Đó, em dập hai lớp đều được nhá, em thử ba lớp xem được. Trời ơi, dập được luôn cả ba luôn nhá. Mọi người nhìn này, ba lớp vải này, em dập ba luôn. Cái này dùng để dập giấy được nhá, mọi người dập vải được thì đương nhiên là sẽ dập giấy được. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Đó, mọi người thấy chưa ạ? Cực kỳ sắc luôn. Mọi người đừng mua những cái kìm mà rẻ rẻ, em sợ nó không dập được vải thì mọi người dùng hơi phí tiền nhá. Đó, cái đấy thì chỉ dùng dập giấy thôi. Mọi người nên mua bằng cái kìm này này. Nếu không mua bên em, mọi người mua cái kìm. Còn combo thì em có sẵn cả dập nên mọi người yên tâm nhá. À quên đó, nhắc đến mình nhớ. Đây, vấn đề là dùng cái như cái này như thế nào. Thì mọi người này, đây sẽ mỗi combo sẽ có hai cái móc. Móc này là móc 4,5 cm nhá. Mọi người làm xong sẽ chỉ dập xong lỗ này, mọi người sẽ móc vào đây. Sau đó sẽ đóng lại. Đó, mọi người thấy chưa? Tiếp này. Đó. Như vậy tức là đóng cái sách là như thế này nhá mọi người nhá. Đóng cái sách là như thế này ạ. À. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là chắc. Khi mọi người muốn vệ sinh sách thì mọi người chỉ việc bỏ cái này ra và tháo cái trang mình cần vệ sinh nhá. Mọi người dùng bàn chải đánh răng vệ sinh giúp em. Bàn chải đánh răng nhá, bàn chải đánh răng cũ và xà bông hoặc xà phòng đều được. Đó. Cực kỳ chắc luôn và không sợ bị tuột nhá mọi người nhá. Nhìn thấy chưa ạ? Đó, rất là chắc. Đó thì đây là dập lỗ giấy về cực kỳ nhiều. Lần này sẽ không thiếu hàng của mọi người nên mọi người yên tâm nhá. Giờ giới thiệu cho mọi người thôi chứ em đã đóng hàng rồi nên là em sẽ cắt bớt cái dập về đi. Còn chỉ thì là tạm thời là hàng chưa về ạ. Chỉ cũng thiếu nhiều, mọi người cũng hay mua chỉ lẻ nhưng mà cũng bị thiếu. Hay là có khi em không cho chỉ vào combo nữa nhỉ, tại vì mọi người cứ dùng chỉ trắng khâu cũng được, không nhất thiết là phải chỉ màu đâu. Chỉ màu thì nó đẹp hơn nhưng mà mỗi lần xỏ kim ra thì hơi vất vả ấy. Có thể để em suy nghĩ, để hỏi ý kiến mọi người xem là mọi người có thích dùng chỉ nữa không. Nếu mà không thì em sẽ bỏ ra thì sẽ tiết kiệm được giá. Thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó, combo thì em đã giới thiệu xong rồi á. Thì mọi người mỗi combo thì sẽ có, xem là 1, 2, à quên. Đây, chị nào mà làm trang sỏ giày cho bé nhá thì mua thêm cái này giúp em. Đây là cái tán oze và oze. Trong combo thì em không để đâu, vì mua mọi người ai có nhu cầu thì mua thêm, liên hệ với em để mua thêm nhá. Đây là oze, đây là dập oze. Vì trong cái dập lỗ này, vì trong cái combo ấy thì có cái dập lỗ rồi, nên là mọi người chỉ cần mua một cái chi tiết của bộ oze này thôi. Các chị nào mà mua combo của em từ những ngày đầu em bán ấy thì là em bán cái này kèm theo một cái đục lỗ. Tuy nhiên thì cái đục lỗ đấy đắt hơn cái đục lỗ này rất nhiều. Đắt hơn 15.000 ấy, nhưng mà lại không hữu dụng bằng cái dập lỗ này. Nên là em chỉ bán cái này cho mọi người để dập tán oze của sỏ giày thôi. Mọi người sẽ dập cái lỗ này, sau đó dùng cái này để tán. Tiết kiệm hơn rất là nhiều.
ai mua thêm thì là inbox cho em nhá. Mọi người có nhu cầu làm thì inbox cho em. Tá lộ oze này và oze. Còn em không để trong combo đâu, vì có nhiều chị không làm giấy ấy, em để cho mọi người không làm thì lại phí mà lại phải tốn thêm tiền ấy. Nên là em sẽ không để trong combo nhá. Đó. Mỗi một combo thì thường sẽ gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cho đến 15 chi tiết. Đó, đấy là chưa bao gồm vải nhá. Vải thì sẽ là vải gồm có 50 tấm vải dạ nỉ thì có 15 tấm làm nền và 35 tấm làm chi tiết. Đảm bảo với mọi người làm được từ 10 đến 18 trang sách, vì có chị ở bên em làm được đến 18 trang sách. Đó. Thì em giới thiệu cho mọi người như vậy thì mọi người thoải mái và yên tâm để làm sách nhá. Thường thì nếu như mà mọi người mới làm thì em chỉ khuyên mọi người làm tầm khoảng 10 trang thôi thì nó sẽ đỡ chán hơn rất nhiều. Còn mọi người mà làm nhiều trang á thì ai khéo tay thì làm, không em không nói nhá. Những chị mà kiểu cũng không khéo lắm về làm handmade ấy thì mọi người làm tầm 10 trang thôi. Còn những nguyên liệu còn lại mọi người có thể làm dối tay này, hay là bé có bé nhỏ hơn thì mọi người ví dụ bé có em chẳng hạn thì mọi người làm cái nôi ấy, treo nôi này chẳng hạn này, rồi những cái hình móc khóa này, đó rất là xinh, như hộp bút chẳng hạn này, cái túi sách đeo nhỏ nhỏ đấy mọi người Tết thường hay dùng để đựng lì xì á, đó mọi người có thể tận dụng vải để làm những thứ đấy nhá, chứ không nhất thiết là chỉ làm sách đâu, vì là nguyên liệu em đảm bảo là còn thừa. Thì em giới thiệu cho mọi người cái combo nguyên liệu làm sách vải bên em. Chị nào mà mua Shopee thì cứ lên Shopee đặt nhá. Vừa rồi là bên Shopee em bị lỗi đấy, em không vào được, cho nên là có mấy đơn, nhiều đơn bị hủy quá vì em không giao cho nhà vận chuyển ấy, nên là chắc là cũng sẽ bị ảnh hưởng đến việc đánh giá của shop trên Shopee. Tuy nhiên thì bây giờ em mở lại để bán bình thường rồi. À, mọi người mà liên hệ với em thì liên hệ với em sau 6 giờ tối nhá, bởi vì giờ hành chính là em đi làm không nghe được điện thoại đâu. Các chị gọi thì em cũng không nghe được, tại vì nghe thì sẽ phải tư vấn mà đi làm thì không tiện đấy ạ. Thì mọi người cứ gọi cho em và sau 6 giờ là em sẽ nghe được chị nhá, mọi người nhá. Cách thức mua hàng thì mọi người cứ inbox cho em, nếu ở Hà Nội thì nhận hàng thanh toán và thanh toán phí ship, còn nếu mà các chị ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhá, vì em không ship COD đâu. Khách em đi làm cũng bận mà xếp ship COD cũng bất tiện cho em, nhiều chị cứ đặt xong cũng không lấy đấy, hàng chuyển đi chuyển về mà ship nhanh, bên em ship code mà ship nhanh ấy thì tiền phí vận chuyển rơi vào gần 100.000 cả đi lẫn về, rồi tầm 100 ở xa thì sẽ mất hơn 100.000 ấy, nên là em không ship code, mọi người thông cảm giúp em nhé, mọi người chuyển khoản cho em thì em sẽ ship cho mọi người. Mọi người yên tâm, em bán hàng 2-3 năm nay rồi, khách cũng nhiều ấy, mọi người thường có chị còn chuyển khoản mấy triệu một lúc cơ, mà cũng không phải là khách cũ hay gì, là toàn là khách mới ấy. Chị nào mà không yên tâm thì em không biết làm nào, mọi người có thể inbox cho khách của em hỏi xem có yên tâm không, vì em không làm trò vớ vẩn đâu, không có nhận tiền rồi là không giao đâu, mọi người cứ yên tâm nhá, thông cảm giúp em không ship code được đâu ạ. Có một vài đơn mà ship code thì bất tiện cho mọi người, phí ship code thì ship nhanh thì sẽ cao mà ship thường thì lại lâu. Ship nhanh nếu như mọi người chuyển khoản trước cho em, ship nhanh thì tầm khoảng 2 đến 3